Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm bắt trước cựu bộ trưởng đương kim tù nhân Trương Minh Tuấn. Ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông, hiện đang thụ lý 14 năm tù vì tội nhận hối lộ và vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trương Minh Tuấn nổi tiếng là đã viết sách. Và điều ngạc nhiên, ông nổi tiếng không phải là viết sách hay, mà ông nổi tiếng là viết sách dạy đảng viên, nhưng chính ông lại làm gương xấu. Vào năm 2016, ông Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi là Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Tuy nhiên, cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn đã bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án này. Đây là hình ảnh ông Trương Minh Tuấn và tác phẩm của mình. Với những gì cơ quan điều tra vừa kết luận về người chủ biên cuốn sách, nhiều người nhìn nhận rằng đây là điều hết sức phản cảm và nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách cần phải được thu hồi. Tuy nhiên, kết quả thì không thu hồi mà vẫn để nó tồn tại cho đến nay. Đây là bằng chứng rõ ràng về quan chức của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ viết sách dạy người khác một đường, nhưng họ lại hành động một nẻo. Chiều ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với tổ chức hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an Nhân dân theo nghị quyết của Đại hội 13 Đảng Cộng sản. Do ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. Thành phần tham dự rất hoành tráng, toàn tài to mặt lớn của ngành công an, ngành lý luận của Đảng và ngành xuất bản. Các tên tuổi có thể kể ra như ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cùng với nhiều nhân vật lớn khác trong Bộ Công an Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là hình ảnh họp và giới thiệu sách của ông Tô Lâm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đề nghị Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giao ban hành sách Đảng phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tổ chức bản thảo về đề xuất xuất bản phát hành cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an Nhân dân theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, do đích dân ông Tô Lâm chủ biên và kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia phụ giúp. Nội dung cuốn sách xoay quanh những nội dung nhàm chán mà người dân hay nghe trong các văn bản chính thức của nhà cầm quyền. Không biết ông Tô Lâm muốn sách nhàm chán đấy để làm gì? Có lẽ là để chạy theo danh hão mà nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hay muốn thể hiện ra ngoài. Họ muốn chứng tỏ rằng họ cũng có chứ không chỉ biết dùng võ để đè dân, dùng bạo lực để bắt người. Trương Minh Tuấn là con người ra sao thì không còn có gì thể che đậy được nữa. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nói lên tất cả. Trước tòa, ông Tuấn đã thú tội và thừa nhận việc làm sai trái bị xã hội lên án. Ông nói, tòa này có thể kết thúc nhưng tòa án lương tâm sẽ bám theo chúng tôi mãi mãi. Đó là điều đau khổ nhất mà tôi mang theo suốt cuộc đời. Đây là hình ảnh báo Công an Nhân dân trích giới thiệu sách của Tô Lâm. Khi bị tước hết quyền lực, bị tống vào tù, ông cựu bộ trưởng mới nói thật. Hiện nay, ông Tô Lâm bắt trước, y hệt như ông Trương Minh Tuấn trước đây. Cũng viết sách dạy dỗ người khác, nhưng rồi con người ông Tô Lâm như thế nào thì chắc không cần nói, thì ai cũng có thể hiểu. Năm ngoái, ông ta đã sang London ăn thịt bò rát vàng hàng ngàn bảng giữa lúc người dân đang đói khổ chống đại dịch. Rồi trước đó nữa, ông ta đã trà đạp lên luật pháp quốc tế và luật pháp của Đức bắt cóc người, trong khi ông là người đứng đầu cơ quan thi hành pháp luật của Việt Nam. Ông chẳng khác nào Trương Minh Tuấn cả.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tính chạy án cho ai? Bộ máy chạy án cho Nguyễn Đức Chung hay sao? Vào ngày 3 tháng 7, ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói rằng ưu tiên thu hồi tài sản, giảm xử lý hình sự cho cán bộ sai phạm, chủ động khắc phục hậu quả. Nói đơn giản thì ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao muốn quan chức nào rồi bị rơi vào vòng lao lý thì có thể dùng tiền để mua án công khai và không bị truy tố hình sự. Hiện nay có rất nhiều quan chức đã bị tra vào lò. Sự nghiệp chính trị của những người này xem như mất hết. Tuy nhiên, do quen ăn trên ngồi chốc, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, có xe công đưa đón. Vì thế nên việc bị tống vào tù, cuộc sống trong tù nhân của họ xem là cực hình, nên họ muốn ở tù càng ít càng tốt. Đối với thường dân thì đôi khi làm cả đời không kiếm được 1 tỷ đồng. Nhưng với Nguyễn Đức Chung thì ông ta bỏ ra tới hơn 8 tỷ đồng để mua 1 năm tù nhẹ như lông hồng. Chỉ có người có tiền quá nhiều mới hoang phí và có khả năng huy động một lúc rất nhiều tiền như vậy. Đây hình ảnh ông Phạm Minh Chí đang muốn chạy án cho đồng chí của mình. Việc ông Nguyễn Đức Chung dùng tiền mua án công khai là một tiền đề để các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bàn tán. Mỗi một quan chức là một tù nhân tiềm ẩn, bởi tìm ra người liêm khiết trong chế độ này là điều không thể. Cho nên ai cũng sợ, rồi khi mình bị bắt bỏ tù mà mua án không được, chẳng khác nào cuộc sống đầy đọa. Nên hầu hết quan chức ủng hộ xu hướng này, tức là xu hướng dùng tiền để mua án công khai. Ông Nguyễn Đức Chung đã làm tới chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nên ông cũng lắm kẻ thù và nhiều đồng minh. Kẻ thù thì muốn ông vào khám bóc lịch, muốn kê biên tài sản để ông tán ra bại sản. Đồng minh thì cố gắng gỡ tội, chạy trọt cho ông được giảm án. Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi có được, ông Lê Minh Chí là một trong những người muốn giảm án nhẹ tội cho ông Nguyễn Đức Chung. Việc nộp 25 tỷ để mua 3 năm giảm án cũng có tư vấn từ những người đang làm trong các cơ quan tố tụng của nhà nước. Mà cơ quan tố tụng nhà nước bao gồm có tòa án, công an và viện kiểm sát. Đây là hình ảnh tội tham nhũng của Việt Nam đang được ưu đãi. Sáng ngày 4 tháng 7, ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ công bố quyết định về việc đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 2 tháng 9 sắp tới. Ngoài việc công bố về vấn đề đặc xá, ông Thủ tướng này còn chen ngang một câu rằng tội phạm tham nhũng nộp đủ bồi thường mới được xét đặc xá. Mà ai có thể là tội phạm tham nhũng được ngoài mấy quan tham của Đảng ra? Theo như chúng tôi được biết, dù đang ở trong tù nhưng bên ngoài nhà tù, ông Nguyễn Đức Chung có cả một bộ máy chạy án cho riêng ông. Về tiền bạc thì ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không thiếu. Ông Chung chỉ thiếu tự do vào lúc này. Với cái giá trên 8 tỷ đồng cho một năm giảm án, thì với 10 năm tù được tuyên gộp thì Nguyễn Đức Chung sẽ không ở tù quá một nửa con số đó. Đó là nhận xét của những người bên trong bộ máy chính quyền này. Bộ máy chạy án cũng đang được khởi động. Hàng triệu đô la được đổ ra để mua tự do cho Nguyễn Đức Chung, với số tiền mua án công khai tại tòa chỉ là phần nổi. Còn phần chìm, tức là chạy án để Nguyễn Đức Chung được giảm án vào các dịp nghỉ lễ của chế độ như 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9, 22 tháng 12, vân vân, thì chỉ cần từ 3 đến 4 lần giảm án, ông Nguyễn Đức Chung sẽ ở tù ngang bằng với hai thanh niên ăn cắp một ổ bánh mì mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Tại sao ông Nguyễn Văn Long lại nói tội phạm tham nhũng nộp đủ tiền bồi thường mới được đặc xá? Thì chẳng phải hợp thức hóa việc đặc xá cho Nguyễn Đức Chung hay sao? Phần tiền mà ông Long gọi là nộp đủ tiền bồi thường chính là tiền mà ông Chung đã mua án trước tòa. Như vậy, chỉ cần công khai mua án trước tòa, ông Nguyễn Đức Chung đã được xét yếu tố đặc xá. Đây quả là nhất cử lưỡng tiện. Nhiều người đánh giá ông Nguyễn Đức Chung sẽ không ở tù lâu như ông Đinh La Thăng. Ông Chung sẽ sớm được tự do sau một số năm thụ án mang tính chất tượng trưng mà thôi.